Xin chào tất cả các anh em. Nhà viên chuyển này gấp từ tốc càng cơ hiệu là GFATM. Các anh em chương trình này gấp này giao hay một dự án này đã trên nguồn ai gấp 6 rất là uy tín, các bạn nên tâm làm các bạn. Một tốc càng xe 3 bằng 115 đô khoảng khi tham gia dự án ai gấp mình nhận 0.044 tốc càng GFATM khoảng 5 đô. Để tham gia dự án các bạn click phần link mô tả của mình, mở cái Telegram ra, bấm nút start để chat support. Các bạn bấm nút ta chờ lót dự án chúng các bạn. Rồi các bạn bấm vào con 72. Mình sẽ lấy những tất cả nguồn ai góp 6 cho tất cả các bạn làm, cứ yên tâm làm nha các bạn. Rồi. Các bạn nhiệm vụ đầu tiên các bạn phải làm là join vào kênh góp kênh Chaler. Dự án người ta các bạn. Các bạn join vào các bạn. Khoan, đây mình join. Các bạn chờ. Rồi, các bạn join vào các bạn bắt up lên các bạn. Rồi. Thứ hai. Giờ tôi quyết inbox cho nó nè. Dự án này mình đã trước kia mình đã có điện form. Mình đã join này người ta các bạn. Rồi, các bạn bấm nút theo dõi này nha các bạn. Các bạn tin nhắn game nè. Rồi các bạn đi tiếp với comment. Rồi các bạn ghi lại cái A còng một cái ưu sạch các bạn pha tô. Rồi các bạn chờ mình chút các bạn. Rồi mang test lại các bạn, à, cộng Valency nè. Rồi các bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là các bạn kiểm tra vào kiểm tra này, các bạn đã đo chưa các bạn. Rồi các bạn kiểm tra cái mâm đoan các bạn cũng mới đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm nào đoan nè. Rồi các bạn chờ nó đến chút xíu nữa các bạn. Rồi bạn bấm đoan tiếp nha các bạn. Trigger. Follow theo. Rồi A cộng MMO quá. Usain em mới nên mình học anh. Rồi các bạn gửi tiếp cho bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm đòn tiếp nha các bạn. Chưa chưa, các bạn bấm đòn tiếp nha các bạn. Ôi để chờ lót dán chút các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ với ARC mở với chút wallet Maser wallet MetaMask. Các bạn lấy chờ ở chỗ bot nha các bạn. Rồi các bạn lướt vào ETH này các bạn sao chép này các bạn. Rồi các bạn gửi dù khá là đơn giản nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot. Rồi vậy các bạn lấy link ghép mà share cho bạn bè và người thân, mỗi một lượt ghép các bạn nhận 0.22 tốc cần CRPM, một tốc cần đã link có mặt trên sàn Uniswap. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn những video clip tiếp theo từ mình nhé.